Nga mở đường vào thành phố trọng yếu Bobrovs. Quý khán thính giả thân mến, bản tin bình luận ngày hôm nay gồm có các thông tin đáng chú ý sau đây. Nga tiếp tục giành thêm làng ở Donetsk. Nga chặn được cuộc tập kích UAV vào thủ đô Moscow nhờ đâu. HRC đề xuất không đưa lính đánh thuê nước ngoài của Ukraine vào danh sách trao đổi tù binh. Nga yêu cầu cư dân vùng biên giới với Ukraine ngừng dùng ứng dụng hẹn hò. Tuyên bố báo động về hai nhà máy điện hạt nhân trong vùng chiến sự. Sau đây, mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết của bản tin. Nga tiếp tục giành thêm làng ở Donetsk. Trong 24 giờ qua, quân đội Nga tiếp tục phát triển cuộc tấn công theo hướng Borovsky, tấn công về phía Bobrovka, Zelidovo và Torres, đồng thời tiếp tục giành quyền kiểm soát các khu định cư trong vùng tấn công. Tốc độ tiến quân cao đến mức các đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine bị đánh bật khỏi vị trí, không có thời gian để xây dựng các tuyến phòng thủ mới và buộc phải rút lui xa hơn. Hiện nay, đây là hướng chính mà mọi sự chú ý đều tập trung, ngoại trừ vùng Kursk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nhóm quân trung tâm đã giải phóng làng Zelenyi ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, nơi còn được gọi là chìa khóa cho toàn bộ khu vực Bobrovsk. Những báo cáo đầu tiên cho biết, khu định cư này đã bị Nga tiến vào từ ngày 9 tháng 8, nhưng quá trình chuyển đổi cuối cùng sang quyền kiểm soát của Nga chỉ được công nhận cho đến ngày 21 tháng 8. Vì vậy, các binh sĩ Nga tự tin nói rằng, chìa khóa tới Bobrovsk đã nằm trong túi của họ. Cùng ngày, một báo cáo từ ấn phẩm AVR chưa được Bộ Quốc phòng Nga xác nhận cho biết, các đơn vị tấn công của lực lượng vũ trang Nga đã chiếm được làng Tichia theo hướng Borovsky gần Donetsk. Việc chiếm ngôi làng xảy ra sau khi quân đội Ukraine rút lui khỏi Kamyshinka. Điều này cho thấy rằng lực lượng vũ trang Ukraine không đủ thời gian để tạo ra một tuyến phòng thủ mới trên khu vực này của mặt trận sau khi rút lui. Diễn biến này cho thấy những khó khăn nghiêm trọng mà quân đội Ukraine phải đối mặt trong khu vực. Rõ ràng là mặt trận phía Tây của Donetsk đã bắt đầu sụp đổ, để lộ những khoảng trống đáng kể trên đường tiếp cận Zelidovo. Tình trạng sơ tán ở nội thành Borovsky đang gấp rút. Phía chính quyền Ukraine thông báo có khoảng 33.000 người, gồm nhiều phụ nữ và trẻ em đã phải rời bỏ quê hương đi sơ tán trước khi quân đội Nga áp sát. Cảnh tượng chia lìa diễn ra tại từng mái nhà, góc phố. Người dân ở mọi lứa tuổi lên tàu và xe buýt, một số bật khóc khi chờ khởi hành. Phụ huynh bế con trên tay và kéo theo những chiếc vali nặng. Trước chiến tranh, Bobrovsk có dân số khoảng 86.000 người trước khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát. Một quan chức Ukraine cho biết kêu gọi 53.000 người còn lại rời khỏi Bobrovsk là quá trình khó khăn, do rất khó thuyết phục mọi người rời bỏ quê hương để đến một nơi xa lạ. Trong khi đó, chính quyền Kiev vẫn tiếp tục phát động một cuộc tấn công khác vào khu vực biên giới Nga. Hãng tin AT cho biết, lực lượng Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công xuyên biên giới của quân đội Kiev vào vùng Bryansk. Hãng tin AT dẫn lời thống đốc Alexander Bogoma cho hay, khu vực Bryansk nằm ngay phía tây vùng Kursk của Nga. Một phần trong số đó vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine sau một cuộc xâm nhập vào đầu tháng này. Theo Bogomak, cuộc đột kích của Ukraine đã bị lực lượng biên phòng và quân đội chính quy của Nga ngăn chặn vào thứ tư. Kẻ thù đã bị tấn công, vị quan chức này cho biết, đồng thời nói thêm rằng tình hình đã ổn định và được kiểm soát. Trong khi Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về vấn đề này, kênh tin tức Telegram Mas đưa tin rằng quân đội Ukraine đã cố gắng đột phá gần làng Zarama, cách biên giới Nga với Belarus khoảng 30 km. Hơn 200 binh sĩ đã tham gia vào cuộc đột kích, nhưng đã rút lui sau khi chịu thiệt hại nghiêm trọng, Mas viết. Trong khi đó, blogger quân sự người Nga có bút danh là Diva Mayora đưa tin rằng có ít nhất 20 quân nhân Ukraine đã tham gia vào cuộc tấn công. Nga chặn được cuộc tập kích UAV vào thủ đô Moscow nhờ đâu? Vào đêm 21 tháng 8, lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công 5 khu vực của Nga bằng 45 máy bay không người lái. Đây là cuộc tấn công UAV lớn nhất từ trước đến nay vào thủ đô nước Nga của chính quyền Kiev. Theo Bộ Quốc phòng Nga, 11 UAV đã bị phá hủy trên lãnh thổ khu vực Moscow, 23 UAV khác bị phá hủy trên khu vực Bryansk, 6 chiếc UAV bị phá hủy trên lãnh thổ vùng Belgorod, 3 chiếc trên khu vực Kaluga và 2 chiếc trên khu vực Kursk. Thị trưởng Moscow của Nga, ông Sergei Sobyanin lưu ý rằng, cuộc tấn công của Ukraine đã bị đẩy lùi thành công nhờ hệ thống phòng thủ nhiều lớp chống lại máy bay không người lái. Đồng thời, thị trưởng Moscow cũng cho biết không có ai bị thương và không có sự tàn phá nào được ghi nhận trên mặt đất do nỗ lực tấn công. Thống đốc các vùng Bryansk, Rostov, Belgorod cũng báo cáo rằng không có thương vong hoặc thiệt hại. Nhiều đoạn video về việc tiêu diệt máy bay không người lái của lực lượng vũ trang Ukraine trên bầu trời khu vực Moscow cũng đã xuất hiện trên mạng. Trong một đoạn video, có thể nghe thấy hai tiếng nổ và tiếng hét của một người phụ nữ. Trong một video khác, âm thanh của động cơ máy bay không người lái kèm theo tiếng nổ và quả cầu lửa. Thị trưởng thủ đô Sergei Sobyanin cho biết không có ai bị thương và không có sự tàn phá nào được ghi nhận trên mặt đất do nỗ lực tấn công. Cùng ý kiến,
chuyên gia về phương tiện bay không người lái Denis Firutinov cho rằng, nhờ lực lượng phòng không được tăng cường và sử dụng toàn diện các vũ khí chống lại các mối đe dọa trên không đã giúp thủ đô Moscow ngăn chặn các cuộc tấn công UAV quy mô lớn này. Theo ông Firutinov, việc ngăn chặn được cuộc tấn công UAV quy mô lớn của Ukraine cho thấy Moscow đã rút ra bài học kinh nghiệm từ năm ngoái, khi 8 UAV tấn công tỉnh Moscow vào cuối tháng 5 năm 2023. Chuyên gia này cho biết, các sự cố đã được phân tích cẩn thận và các biện pháp cần thiết đã được thực hiện, đồng thời lưu ý rằng các phương pháp tăng cường phòng không không được tiết lộ. Chuyên gia quân sự Trung tá dự bị Roman Skolatov nói rằng, chúng tôi đã rút ra kết luận từ các cuộc tấn công trước đó và xem xét, củng cố và cải thiện khả năng kỹ thuật của mình để bảo vệ bầu trời thủ đô. Vì vậy ở đây Ukraine muốn thăm dò, thử nghiệm nhưng không đạt được thành công. Nhưng điều này không có nghĩa là họ sẽ không làm điều gì đó thêm nữa. HRC đề xuất không đưa lính đánh thuê nước ngoài của Ukraine vào danh sách trao đổi tù binh. Có rất nhiều lính đánh thuê nước ngoài phục vụ cho lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Kursk. Điều này đã được người đứng đầu Hội đồng Nhân quyền HRC dưới quyền Tổng thống Liên bang Nga Valery Fadep tuyên bố. Tại cuộc họp báo vào ngày 21 tháng 8, Valery Fadep đã công bố số liệu thống kê về các vụ pháo kích của lực lượng vũ trang Ukraine vào dân thường ở các khu vực mới của Nga. Theo báo cáo của Valery Fadep, có 424 cuộc tấn công ở các khu vực mới. Valery Fadep nói rằng, đây là những cuộc tấn công có chủ ý nhằm vào dân thường, cửa hàng, quán cà phê, chợ, nhà hàng, bệnh viện. Tất cả những trường hợp này đều được ghi lại, nhưng đây chỉ là những gì chúng tôi ghi lại. Fadep cũng lưu ý rằng, trong một cuộc xung đột quân sự, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra và dân thường cũng chết. Tuy nhiên, ông gọi những gì đang xảy ra ở khu vực Kursk là một bước tiến mới, chưa từng có về chất lượng tội ác. Nguyên nhân là do số lượng lính đánh thuê đông đảo chiến đấu bên phía Ukraine. Valery Fadep cho biết, có rất nhiều lính đánh thuê ở đó. Người Ba Lan, người La Mã, người Ý, người Pháp, người Croatia. Theo Valery Fadep, đã có những báo cáo về việc lính đánh thuê bắn vào dân thường, gồm cả trẻ em và phụ nữ. Ông nhấn mạnh rằng, cần đưa lính đánh thuê nước ngoài vào tù và không được đưa vào danh sách trao đổi tù binh trong bất kỳ trường hợp nào. Tuy nhiên, theo phóng viên chiến trường Grigory Kubatian, lệnh cấm thi hành án tử hình nên được đình chỉ liên quan đến lính đánh thuê nước ngoài. Đặc biệt, nhà báo này lưu ý rằng cần áp dụng đối với lính đánh thuê từ Ba Lan. Hiện nay, chủ nghĩa đánh thuê ở Liên bang Nga có thể bị phạt tù từ 15 năm đến tù chung thân trong trường hợp có bằng chứng giết người. Kolunov cho rằng hình phạt như vậy quá nhân đạo. Nga yêu cầu cư dân vùng biên giới với Ukraine ngừng dùng ứng dụng hẹn hò. Cục tổ chức đấu tranh chống sử dụng trái phép công nghệ thông tin và truyền thông của Bộ Nội vụ Nga vừa phát hành tờ rơi về an toàn thông tin tại các vùng Bryansk, Kursk và Belgorod cho người dân và đại diện các cơ quan thực thi pháp luật. Bộ Nội vụ Nga cho biết rằng, đối phương phát hiện ồ ạt các dãy IP trên lãnh thổ của chúng ta và kết nối từ xa với các camera giám sát video không được bảo vệ, xem mọi thứ từ sân riêng đến đường và đường cao tốc có tầm quan trọng chiến lược. Trừ khi có nhu cầu cấp thiết, tốt hơn hết là không nên sử dụng camera giám sát video. Đồng thời, bộ này cũng kêu gọi người dân ở vùng biên giới ngừng sử dụng các ứng dụng hẹn hò và hạn chế dùng mạng xã hội để ngăn chặn lực lượng Ukraine thu thập thông tin tình báo phục vụ cuộc tấn công vào đất Nga. Khi lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công trong lãnh thổ Nga, Bộ Nội vụ Nga đưa ra danh sách dài khuyến nghị, khuyên mọi người không mở bất kỳ đường link nào trong tin nhắn nhận được từ người lạ và không phát trực tiếp video từ những tuyến đường có xe quân sự. Chính quyền cũng cảnh báo người dân rằng lực lượng Ukraine đang kết nối với các camera giám sát để theo dõi mọi thứ, từ sân nhà đến đường xá và xa lộ quan trọng. Binh lính và cảnh sát được khuyến cáo bỏ gắn thẻ định vị trên tài khoản mạng xã hội, vì đối phương theo dõi các tài khoản mạng xã hội theo thời gian thực thông qua những thẻ này, và điều đó làm lộ vị trí thực tế của lực lượng quân sự và an ninh. Rủi ro an ninh từ việc sử dụng mạng xã hội không phải là lý thuyết. Đã có tiền lệ, binh lính vô tình làm lộ thông tin nhạy cảm khi sử dụng điện thoại ở các vùng xung đột. Vào năm ngoái, Mỹ và các đồng minh trong Liên minh Tình báo Ngũ nhãn cảnh báo tình tặc đã nhắm vào thiết bị di động của binh lính để thu thập thông tin chiến trường. Sau khi một chỉ huy tàu ngầm cấp cao của Nga bị bắn chết khi đang chạy bộ năm 2023, truyền thông Nga đưa tin ông có thể đã bị kẻ tấn công theo dõi trên ứng dụng chạy bộ Strava. Sau cuộc không kích của Ukraine khiến gần 100 binh lính Nga thiệt mạng ở thành phố Makivka vào ngày đầu năm mới của năm 2023, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nguyên nhân chính là do binh lính Nga sử dụng điện thoại di động bất cẩn. Tháng trước, hãng thông tấn TASS đưa tin Hạ viện Nga đề xuất biện pháp trừng phạt những người lính Nga bị bắt quả tang sử dụng điện thoại thông minh trong khi chiến đấu ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cấm quân nhân sử dụng các tính năng định vị từ năm 2018. Sau khi phát hiện Strava và các ứng dụng theo dõi thể dục khác
có thể gây rủi ro an ninh cho các lực lượng Mỹ trên toàn thế giới. Ứng dụng này đã tạo ra bản đồ nhiệt hiển thị 1 tỷ điểm dữ liệu hoạt động do người dùng công khai, vô tình tiết lộ vị trí căn cứ của Mỹ tại các quốc gia trên khắp thế giới. Lý do Iran công bố nguyên nhân cái chết của cựu tổng thống Ibrahim Raisi. Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran dẫn nguồn tin an ninh đưa tin vụ tai nạn trực thăng khiến tổng thống Iran Ibrahim Raisi thiệt mạng là do thời tiết xấu và máy bay chở nhiều hơn 2 hành khách so với số lượng cho phép. Hôm 19 tháng 5, ông Raisi đang trở về từ cuộc họp với tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev thì trực thăng của ông bị rơi trên núi, khiến tất cả mọi người trên máy bay thiệt mạng. Đội cứu hộ không đến được hiện trường vụ tai nạn cho đến ngày hôm sau do thời tiết xấu. Fars cho biết hôm thứ Tư, trích dẫn một nguồn tin chính phủ rằng các cơ quan an ninh và tình báo đã kết thúc cuộc điều tra về vụ việc và chắc chắn rằng đây là một tai nạn. Trước đó, cái chết của Tổng thống Raisi đã làm dấy lên nỗi lo về một cuộc chiến tranh khu vực, vì Hoa Kỳ lo ngại rằng Iran sẽ đổ lỗi cho Israel. Sau đó, Iran mở cuộc điều tra chính thức và đã xem xét 30.000 người, nhưng không tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy lỗi của con người hoặc hành động phá hoại. Theo Fars, các điều tra viên kết luận rằng chiếc trực thăng Bell 212 do Mỹ sản xuất của Raisi quá nặng, chở nhiều hơn 2 hành khách so với quy định an ninh cho phép. Câu hỏi đặt ra sau thông tin từ phía báo giới Iran là tại sao nước này lại công bố nguyên nhân cái chết của ông Raisi vào thời điểm này? Một lý do giải thích từ giới quan sát cho rằng sau các đòn tấn công của Israel giáng xuống các quan chức Iran thời gian qua, Tehran cần phải đưa ra tuyên bố và tiếp đó là các động thái đáp trả. Điều này không chỉ bảo vệ danh dự quốc gia với trên chính trường thế giới, mà còn để đảm bảo với người dân Iran rằng họ vẫn đang có một thể chế cầm quyền mạnh mẽ. Tuy nhiên, những dấu hiệu trì hoãn trả đũa thời gian qua của Iran cho thấy nước này đang tính toán cẩn trọng về việc có ra tay với Israel và các đồng minh của nước này hay không. Một số nhà quan sát cho rằng bản thân Iran cũng lo ngại phản ứng của họ sẽ gây ra một cuộc chiến trên quy mô rộng ở Trung Đông, nên cố tình trì hoãn việc đáp trả. Một nhà ngoại giao nhận định Tehran và Hezbollah đang mắc kẹt trong chính lời thề trả đũa của mình. Vì vậy, Iran có thể cần làm ra một số động thái để làm nguôi cơn giận sục sôi đòi trả thù từ chính người dân trong nước. Việc công bố cái chết của Tổng thống Ibrahim Raisi là tai nạn tự nhiên, không liên quan đến Israel và phương Tây, như một cách gián tiếp xoa dịu tình hình căng thẳng cả ở trong nước và khu vực. Động thái này càng cho thấy nếu Israel không tiếp tục làm ra các hành động thái quá, thì khả năng cao Iran sẽ tìm cách né tránh thực hiện các tuyên bố trả đũa đã được đưa ra hồi đầu tháng 8 này. Tuyên bố báo động về hai nhà máy điện hạt nhân trong vùng chiến sự. Nhà máy điện hạt nhân Kursk NPP nằm trong tầm bắn của pháo binh lực lượng vũ trang Ukraine. Đây là điều đặc biệt đáng lo ngại. Người đứng đầu IAEA Rafael Grossi đã tuyên bố điều này trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times. Tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế Rafael Grossi nói rằng nhà máy điện hạt nhân Kursk về mặt kỹ thuật nằm trong tầm bắn của pháo binh của lực lượng vũ trang Ukraine, và vì đang có giao tranh ở đó nên ông rất quan ngại. Grossi dự kiến sẽ đến thăm nhà máy điện hạt nhân Kursk vì ông rất coi trọng nguy cơ địa điểm này có thể bị hư hại nếu Ukraine xâm chiếm khu vực. Người đứng đầu IAEA sẽ tới Kursk vào tuần tới để nói chuyện với ban quản lý nhà máy điện hạt nhân và tìm hiểu xem liệu nhà máy này có bị tấn công hay không. Ngoài ra, ông còn có kế hoạch đánh giá tình trạng cung cấp điện bên ngoài và các tuyến đường tiếp cận nhà ga, phòng trừ tình huống người Ukraine phá hủy những cây cầu bắc qua sông Sem vào thời gian gần đây. Theo các nhà phân tích quân sự và tình báo nguồn mở, quân đội Ukraine hiện cách nhà máy điện hạt nhân khoảng 30 km, đặt nhà máy này nằm trong tầm bắn của pháo tên lửa và pháo phản lực do phương Tây cung cấp cho Ukraine. Đây là một trạm kiểu Chernobyl, lộ ra hoàn toàn lõi lò phản ứng. Tôi đã đến thăm một vài nơi như vậy, ông Grossi so sánh để nêu lên mối quan ngại. Quan chức này cũng nói thêm rằng vị trí gần chiến trường của nhà máy là một mối quan tâm đặc biệt vì các lò phản ứng đang hoạt động hoàn toàn. Một nhà máy điện hạt nhân khác cũng gây ra lo ngại, đó là vấn đề an toàn của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, một trong 10 cơ sở điện hạt nhân lớn nhất thế giới. Trong bài viết có tiêu đề "Liệu Ukraine có gây ra thảm họa hạt nhân mới hay không?", nhà sử học Tariq Sikril Ama cho biết, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi cũng đặc biệt lo lắng về tình hình ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ông Grossi dùng từ cực kỳ quá ngại khi nói về tình hình tại đây. Đồng thời, ông kêu gọi kiềm chế tối đa từ mọi phía. Theo nhà sử học Ama, trong ngôn ngữ ngoại giao của Cơ quan Năng lượng Hạt nhân Quốc tế, thì điều này gần giống với tiếng kêu tuyệt vọng. Lý do Grossi đưa ra cảnh báo khẩn cấp là một máy bay không người lái đã ném bom một địa điểm ngay bên ngoài khu vực được bảo vệ của nhà máy, gần các hồ phun nước làm mát thiết yếu và cách khoảng 100m so với đường dây điện lớn duy nhất còn lại cung cấp điện cho nhà máy. Cần nhớ rằng nếu không có điện sẽ không có việc làm mát cho hệ thống hạt nhân này. Theo IAEA, các đại diện của cơ quan này tại Zaporizhzhia cũng đã báo cáo rằng hoạt động quân sự trong khu vực
bao gồm cả hoạt động rất gần nhà máy, đã diễn ra rất căng thẳng trong tuần qua. Với các vụ nổ thường xuyên, súng máy hạng nặng và súng trường liên tục nổ và pháo binh ở nhiều khoảng cách khác nhau. Ngoài ra, IAEA còn báo cáo thêm rằng, một vụ hỏa hoạn lớn tại một tháp làm mát vào đầu tuần này đã gây ra thiệt hại đáng kể, mặc dù không có mối đe dọa trực tiếp nào đối với an toàn hạt nhân. Trong khi các nhà máy điện hạt nhân được thiết kế để có khả năng chống chịu được các sự cố kỹ thuật hoặc do con người và các sự kiện bên ngoài, bao gồm cả các sự kiện cực đoan. Rossi nhấn mạnh rằng, chúng ta không được xây dựng để chịu được một cuộc tấn công quân sự trực tiếp. Theo nhà phân tích Tariq Sikriu Amar, về phía Nga, họ không hề có chút hứng thú nào trong việc kích động hoặc gây ra rủi ro cho một vụ tai nạn hạt nhân tại một nhà máy điện mà họ kiểm soát, bị coi là chịu trách nhiệm và đã được giao hợp pháp cho tập đoàn Rosatom của họ. Hơn nữa, Moscow đã nói rõ rằng họ có ý định giữ lại toàn bộ vùng Zaporizhia cũng như các vùng lãnh thổ lân cận khác. Dù bạn nghĩ gì về kế hoạch đó, thì hoàn cảnh đó cũng khiến cho những lời buộc tội đã cũ rích của Ukraine về các âm mưu dàn dựng sự cố của Nga trở nên vô lý. Tuy nhiên, đáng lo lắng là Ukraine có động cơ. Nếu không cố ý gây ra, thì ít nhất là mạo hiểm để xảy ra sự cố. Kiev sẽ sử dụng nó cho mục đích chiến tranh thông tin, đổ lỗi cho Moscow, đe dọa các đối tác phương Tây của Ukraine và tìm kiếm những gì chế độ Zelensky luôn tìm kiếm, cụ thể là sự tham gia ngày càng sâu hơn của phương Tây vào một cuộc chiến mà Ukraine đang thua. Ngoài ra, Ukraine có các chính trị gia cũng như các sĩ quan quân đội và tình báo hoàn toàn có khả năng lập ra một kế hoạch sẽ chấp nhận hậu quả theo nghĩa đen từ sự phá hoại như vậy, miễn là nó có vẻ mang lại lợi ích chiến lược. Trước nguy cơ để xảy ra thảm họa hạt nhân, nhà phân tích Tariq Sikriu Amar kêu gọi rằng không chỉ cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế mà cả đồng minh phương Tây của Kiev cần ngăn chặn kế hoạch điên rồ và ích kỷ của ông Zelensky và cộng sự. Để tránh thảm họa hủy diệt này, họ cần phải ra các tuyên bố đi kèm với những lời đe dọa đáng tin cậy, không phải chống lại Moscow mà là Kiev. Bởi lẽ, tình hình đã trở nên nghiêm trọng và không ai được phép chơi đùa với lửa hạt nhân. Quý khán thính giả thân mến, bản tin bình luận hôm nay của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Nếu quý vị có các góc nhìn và quan điểm khác, xin hãy để lại lời nhắn bên dưới video và đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo quý vị nhé. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.